Vâng ạ, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến bài học tiếp theo. Và bài học này cũng là một bài học ngắn, đơn giản về chiến lược sử dụng các cái hot girl, hot boy hoặc là những cái người nổi tiếng ở trên mạng xã hội để giúp cho bán hàng, quảng bá thương hiệu hoặc là đại sứ thương hiệu. Thế thì đây là một cái motif mà các cái thương hiệu thời trang nổi tiếng người ta sử dụng rất nhiều. Ví dụ như ở nước ngoài, những hãng đồng hồ phải mời các cái cầu thủ bóng đá hoặc là những ngôi sao thể thao như là trong quần vợt, như là trong golf, họa hãng đồng hồ Rolex là mời rất nhiều các cái thương hiệu nổi tiếng, gọi là personal branding ấy, những cái thương hiệu cá nhân nổi tiếng để làm đại sứ thương hiệu cho họ. Ở trong nước thì Việt Nam cũng thế, ví dụ như thương hiệu thời trang Aristino thì hợp tác với người mẫu và diễn viên Kim Lý để làm đại sứ thương hiệu cho thương hiệu của mình. Trong ngành mỹ phẩm, ngành thời trang thì cái việc sử dụng các đại sứ thương hiệu rất là phổ biến. Vậy thì việc sử dụng đại sứ thương hiệu có tác dụng gì và cách làm như thế nào, đúng không ạ? Thứ nhất đấy là chúng ta có thể sử dụng những cái hình ảnh, những cái uy tín của những cái người đó, và nó đại diện cho cái sản phẩm của chúng ta một cách đặc trưng, để chúng ta có thể quay phim, chụp ảnh, sản xuất TVC liên quan đến sản phẩm thương hiệu của chúng ta, sử dụng cái hình ảnh của cái người đại diện đó. Cách làm là chúng ta thường sẽ đàm phán hợp đồng trong 1 năm đến 2 năm với cái đại sứ thương hiệu đó, ký một cái hợp đồng tài trợ bao nhiêu tiền đó, một vài trăm triệu, một vài tỷ đồng, tùy vào cái mức độ ảnh hưởng của cái người đó đối với thương hiệu của chúng ta, đối với cộng đồng. Khi mà chúng ta lựa chọn đại sứ thương hiệu thì chúng ta sẽ xem là cái mức độ ảnh hưởng của người đó tới tập khách hàng của chúng ta là như thế nào, có đại diện là đặc trưng cho khách hàng của chúng ta hay không, họ khách hàng của chúng ta có thực sự thích cái thương hiệu đó hay không. Ví dụ như là thời trang nam thì bạn nên chọn nam, thời trang nữ bạn nên chọn nữ, đúng không ạ, kiểu như thế. Vâng, thì đây là cái cách chính thống mà các thương hiệu người ta thường hay làm. Hoa hậu, người mẫu, diễn viên rất là phổ biến. Thế còn một cái nhóm khác là cái nhóm hot girl, hot boy, những cái Facebooker, Instagram nổi tiếng mà trên mạng bây giờ người ta hay phổ biến gọi là KOLs, thì người ta, chúng ta vẫn có thể thuê họ viết status, thuê họ giới thiệu review về sản phẩm, thuê họ đánh giá về sản phẩm, thuê họ sử dụng sản phẩm, đúng không? Hoặc là thậm chí là thuê họ bán sản phẩm. Thế thì có một cái chị chủ thời trang nói với tôi như thế này, mấy cái mẫu mà chị đang bán mà ế ế một chút, chị thấy chậm chậm, lo lo một chút, thì chị sẽ đưa cho mấy em hot hit một chút, có nhiều follow ấy. Đấy, rồi đưa mẫu cho và nhờ các em ấy mặc vào. Đấy, đưa cho giá tốt, bán buôn luôn, để các bạn ấy mặc vào, chụp ảnh, selfie, iPhone trước gương, đấy, post, hàng mới về, em mới đi đánh hàng về, hàng đẹp không nhỉ, vân vân. Thế là có khi là tuần lễ sau lại bán chạy như tôm tươi, mẫu đó hết, mẫu ế là bán thành bán chạy, mà mẫu đang bán chạy thì sẽ bán gấp đôi, gấp ba lần về sản lượng. Thì đây là một cái cách mà các cái bạn bán lẻ, các cái thương hiệu thời trang và những người làm bán hàng trực tuyến ở trên mạng về thời trang, về bán lẻ, tôi khuyên các bạn cũng nên làm, rất là tốt nhá. Thì cứ tiêu chí sử dụng là gì, hot boy, hot girl, xinh xắn, đấy, dáng chuẩn, dáng đẹp, càng nhiều follow Facebook, càng nhiều follow Instagram, càng nhiều friends trên Zalo càng tốt. 100.000, 200.000, 500.000, 1 triệu, 2 triệu càng tuyệt vời, đúng không? Thí dụ thôi, tôi lấy thí dụ thôi. Nếu mà bạn bán thời trang dành cho tuổi teen hoặc là nữ trẻ trẻ một chút, các bạn thấy rằng là ví dụ như bạn Chipu chẳng hạn, bạn ấy mặc cái bộ đồ đấy vào, bạn ấy post lên cái, có khi là hôm sau có hàng trăm người, hàng nghìn người là sử dụng, muốn mua cái sản phẩm đó. Hoặc là thương hiệu Bioskin, mỹ phẩm Hàn Quốc, mà tôi đã có một thời gian dài làm cố vấn cho thương hiệu này và cố vấn cho ông tổng giám đốc người Hàn Quốc. Thì một cái mẫu son vào thị trường Việt Nam không ai biết cả. Đấy, cách thương hiệu này làm rất đơn giản, đấy là liên hệ với bạn Trang Makeup, Trang CH này, các bạn tìm, bạn ấy rất là nổi tiếng, một trong những beauty vlog rất nổi tiếng, sống ở Mỹ.
gửi hàng cho bạn ấy sang Mỹ, thì bạn ấy đánh son xong, bạn ấy review khoảng 3 cái TVC trên YouTube, hôm sau là cả thị trường cháy hàng luôn. Nên là cái sử dụng các cái hot girl, hot boy, những người nổi tiếng trên Facebook, YouTube, Instagram, Zalo, đấy, fanpage rất là tốt. Vì vậy chúng ta nên nha, nên có trong tay danh sách hàng chục đến hàng trăm những bạn này, đấy, và chúng ta đặt mối quan hệ làm ăn với họ theo một cách nào đó, tài trợ về sản phẩm hay là bán buôn cho người ta một cái mức chiết khấu tốt để người ta đăng, người ta bán, đấy, hay là sử dụng hình ảnh thương hiệu của họ, đúng không ạ? Hay là thuê, hay là mướn, hay là nhờ, hoặc là cái đội ngũ các hoa hậu, hoặc là sản xuất là TVC review về sản phẩm. Cái thương hiệu Biskin của chúng tôi làm thì chúng tôi cũng sử dụng rất là nhiều các hoa hậu, á hậu và những người nổi tiếng ở mức độ vừa phải. Bởi vì nếu mà nổi tiếng quá thì nó cũng hơi tốn tiền, thì các bạn cũng phải liệu cơm gắp mắm. Nhưng về ý tưởng thì nó là như thế, được chưa ạ? Thế thì cái việc mà chúng ta sử dụng cái nhóm đối tượng là các cái hot girl, hot boy, những người có cái tầm ảnh hưởng ở trên mạng xã hội bây giờ rất là quan trọng. Chúng ta hãy kết hợp với họ để làm thương hiệu, để bán hàng, để phát triển thương hiệu cho chúng ta. Và cái danh sách này các bạn có thể lên trên mạng tìm rất nhiều, và các bạn inbox cho họ, các bạn đặt vấn đề chân thành với họ, thì 100 người thì các bạn sẽ nhận được 30-40 phản hồi. 30-40 phản hồi thì các bạn sẽ có 10 sự hợp tác. Thì cứ liên tục các bạn làm như thế thì các bạn sẽ có một cái lượng người bán hàng, người đại diện cho các bạn rất nhiều. Thời trang, mỹ phẩm, các thương hiệu bán lẻ họ đều làm như vậy nhá. Đây là một cái chiến lược, một cái chiêu, một cái thủ thuật rất là tốt các bạn nên làm. Tất nhiên là các bạn đàm phán trong cái khả năng tài chính của các bạn phù hợp. Như trong những ngành thời trang thì tôi thấy là có nhiều cách tặng đồ miễn phí cho họ mặc, nhờ họ review, xong đó xui họ bán để cho họ mức chiết khấu cao, là họ đăng lên họ bán là mình đi ship, mình giao, đấy, hai bên cùng hưởng lợi, mô hình như thế, kiểu như một dạng cộng tác viên ấy. Nhưng phải đặt vấn đề khéo nhé, bởi vì cái đội này nó cũng sang chảnh lắm, nhiều khi một số người hot girl thật đấy, còn một số người thì hot girl ảo, nghĩ là mình hot girl thật. Ok, thì đây là một lời khuyên nhỏ thôi, các bạn có thể áp dụng ngay cho mình nhé. Và nếu các bạn có câu hỏi gì, cần tư vấn gì thì hãy liên hệ với tôi để được hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.